Rồi bây giờ thì team mỡ thì ép cả ba đường như này chạy kiểu gì. Rồi hoảng loạn chúng thả thực thể. Úi xôi ôi, Ruby phải nhờ vào sự nhờ bồn đến từ vị trí của đó là Angela. Nhưng ở đây Beric trói chân khống chế thành công và mỡ có được mạng của Chip. Có được mạng đến từ vị trí của Ruby luôn. Chiều cuối lại sắp hồi anh em ạ. Tốc biến lên, ây à, tốc biến lên hoảng loạn nhưng mà Angela này mượn đây. Nhưng thực thể của mỡ lại được rồi. Lại thả con thực thể xuống, lại đặt chiều ai. Triple kill, úi dồi ôi. Con Angela chắc đặt câu hỏi. Cái lưu bé thực thể nó vừa mới thả cơ mà sao đã hư rồi. Ê Melissa này, một chiêu hai này, sau đó đặt chiêu một. Úi xùi ôi, tí nữa thì có cái mì nhắc rồi. This fairy tale ended with a poisoned apple. This fairy tale ended with a poisoned apple, and my tale began. Till I get up, time is barely on our side. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tôm Mỡ. Và đây là gameplay về dị bản cổ tích Vaxana. Skin ở cấp độ đầu tiên xuất hiện ở trong tựa game Mobile Legends của chúng ta. Đấy là skin ở cấp độ Zenith. Đấy. Cái skin này tên tiếng Anh là Twisted Fairy Tale. Vì thế cho nên là dị bản cổ tích ở thời điểm hiện tại Mỡ thấy dịch thuật là rất là sát nghĩa rồi. So với cái quả cổ tích quay xe lúc ban đầu nghe thì có vẻ là hay ho thôi, nhưng mà thật ra nghe lâu thì Mỡ nghĩ là nó hơi bị tấu hề và không xứng đáng với một cái skin ở cấp độ công chúa như là em Vaxana này. Thì ngày hôm qua Mỡ đã làm video clip để mà thử unbox để xem cái skin này hết bao nhiêu kim cương, và kèm theo đó là cũng review tương đối chi tiết về cái skin này rồi đúng không ạ? Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với gameplay anh em nhá. Thì đây, Mỡ xin được nhắc lại dành cho anh em nào mà lười xem cái video clip hôm qua hoặc chưa xem, thì đây là một cái skin trị giá sấp xỉ khoảng 5.000 kim cương. Nếu như anh em muốn quay ngay để mà sở hữu ngay vào ngày hôm qua, đến từ của em Vaxana này, thì ở trong cái skin này thì Vaxana xinh như một nàng công chúa luôn. Tuy nhiên là cái bộ trang phục thì nó hơi có phần dị, cũng đúng thôi anh em ạ. Khi mà rõ ràng chúng ta có thể thấy ở trong hoàn cảnh, đây hiệu biến về anh em này. Đó, thì chúng ta có thể thấy ở trong cái hoàn cảnh ấy thì em Vaxana này có lẽ là khởi đầu vốn là một cái cô nàng gọi là rất là xinh xắn trong trắng, nhưng mà sau đó khi mà ăn một cái quả táo thì cô nàng này đã biến thành một gọi là nữ chúa với một bộ trang phục rất là súng xính, rúng dính, và kèm theo đó là một cái vương miện này, tông màu chủ đạo là màu gọi là màu trắng bạch tuyết này, xong rồi thêm một tí điểm đỏ vàng và màu tím điểm nhấn. Rồi ok, dùng skill trong tình huống này và có được mạng đến từ Chip, mang về mạng đầu tiên của Mỡ ở trong cái game đấu này. Trong cái bối cảnh mà team bạn đang dẫn trước đến 2 mạng, họ ăn được 3 mạng ở giai đoạn đầu game rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng tập trung vào gameplay của em Vaxana anh em nhá. Thì meta mùa này không còn gì để mà chê ở em Vaxana nữa anh em ạ. Một vị tướng pháp sư quá hoàn hảo ở meta hiện tại và đang là hot pick nhất trong số tất cả những cái vị tướng pháp sư của meta mùa 32, và được cho một cái quả skin cũng cực kỳ là đắt đỏ, lên đến gần 2,5 củ khoai anh em ạ. Và đang có đánh nhau ở đây này, đâu đang là ăn bùa tí đến từ vị trí của đó là Ruby. Mỡ thả thực thể xuống và thực thể làm nốt phần việc còn lại của Mỡ. Còn thực thể này của Vaxana cũng thề với anh em luôn là cũng được chăm sóc kiểu có skin như một vị tướng vậy anh em ạ. Và khi mà biến mất nhá, con thực thể nó cũng hóa thành quả táo, nhìn rất là kiểu thú vị luôn. Rồi, hai mạng hạ gục ở giai đoạn đầu game, sau đó đảo lên đường trên như là anh Beric muốn đi lấy bùa đỏ đúng không nhỉ? Không, lên đường trên đánh nhau dễ hơn này. Cho hết ném đó là Chip về, và đây sẽ là tình huống Mỡ đảo lên hoảng loạn thành công, đặt chiêu hai xuống hiệu ứng là rất đẹp. Và Chip bay màu khi mà có thêm sự xuất hiện đến từ vị trí của Granger nữa. Và mạng hỗ trợ đầu tiên rồi, giao tranh ở trong phần bùa đỏ bên phía của team bạn. Và đây là Ruby được nhập hồn đến từ vị trí của đó là Angela.
Và ôi, tốc biến lui về. Ôi, té. Thoát ra khỏi tầm dồn sát thương đến từ Zaz. Và Beric anh ta vẫn đánh rất tốt, thả thực thể xuống và không có được mạng gục, chỉ là mạng hỗ trợ mà thôi. Tuy nhiên phía bên này thì Zaz chạy kiểu gì, anh ta vẫn đang nỗ lực chạy và đánh thương. Ơi, biết thế bồi thêm một lần skill 2 anh em ạ. Ôi, nhưng vẫn đủ đam. Thực thể của mỡ nó làm nốt cái phần việc còn lại rồi anh em ạ. Ô, mạng thứ 3 của Vạch Sana ở trong cái game đấu này. Game đấu này nói thật với anh em là một cái game đấu rất là máu lửa đây. Đấy, team bạn toàn vinh quang mùa trước đây anh em ạ. Đấy, để xem gọi là cái game đấu này em Vạch Sana sẽ đánh như thế nào. Rồi phía bên này là có chip này, chip không đi đường trên nữa mà sau đó chip anh ta quyết định di chuyển xuống đường dưới. Game đấu này team bạn pick hai con support anh em ạ. Cho nên là cái con chip ấy là nó buộc phải đẩy lên đường trên để mà đi lấp lane để cho con Angela đi support cho con Ruby. Đây là một cái điểm yếu đến các thành viên bên phía của team bạn và chúng ta có thể khai thác được đường giữa anh em nhìn dọn lính này. Trời ơi, dọn lính cứ phải gọi là nhanh đến từ em Vạch Sana này luôn. Rồi bây giờ thì công chúa Vạch Sana khả năng cao là sẽ đảo xuống đường dưới anh em ạ, để mà đi giao tranh trong cái tình huống này. Liệu có va chạm hay là đánh nhau ở cái đường dưới không nhở, khi mà team bạn đang tập trung còn Melissa và Angela ở đây và đang dồn sát thương chiều cuối kích hoạt đến từ Granger. Và Melissa có nhập hồn tự tin lắm anh em ạ. Thôi cút rồi, bị dính hoảng loạn, dính skill 2. Combo này là combo lấy đi cả tấn đam đến từ Vạch Sana luôn. Phía bên này thì có chip, chip đặt cổng thông đạo ra, nhưng mỡ hoảng loạn, chip thả thực thể xuống, chip bay màu, double kill. Giao tranh được nổ ra nhưng góc này giao tranh là quá đẹp, trong khi team mỡ này có 3 người có cả tanh luôn. Ruby làm gì đây, Ruby làm cho con bò gì đây? Ui, cái tình huống vừa xong mà hoảng loạn là thôi Ruby bay màu ở đấy anh em ạ. Nhưng mà team mỡ, Harriet anh ta đuổi lên hàng của anh ta, không nhìn báu của mình và anh ta cút luôn. Và như vậy là team mỡ cũng đã có được cho mình đó là mạng thứ 8. Nhưng mà tổng cộng mạng mà mỡ đã ăn là mạng thứ 5 rồi anh em ạ. Ui, xanh chín. Đã thế trận đấu này mỡ sẽ không lên một cái set đồ. Ua, dọn lính kìa. Đã thế cho nên trận đấu này mỡ sẽ không lên cái set đồ theo kiểu nửa tăng nửa đam nữa. Mỡ lên full đam luôn anh em ạ. Thì set đồ mỡ lên trong cái con Vạch Sana mỡ sẽ để ở góc dưới bên trái. Đây là cái set đồ nếu như mà anh em lên được ý, thì cái con Vạch Sana này nó sẽ thả thực thể liên tục luôn anh em ạ. Bởi vì là mỡ sẽ lên cho mình đó là cái quyền trượng thời gian. Cứ có mạng hỗ trợ hoặc mạng hạ gục là cooldown của cái chiêu cuối của mỡ sẽ được giảm. Rồi chip anh ta sẽ đi vào đây. Team mỡ đang tập trung hoảng loạn thành công. Hất tung thành công không nói nhiều. Và chip lên bạn đến số luôn, không kịp ua ua gì cả. Mạng hỗ trợ thứ 3 của team mỡ trong cái trận đấu này. Và team mỡ đường dưới cũng có được mạng của Melissa. Thôi game này team bạn toàn dần đều rồi. Đầu game họ còn ăn được mạng gục, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là họ bắt đầu cúc rồi anh em ạ. Khi mà giao tranh tổng thì chắc chắn là team bạn sẽ không lại với team mỡ, khi mà team mỡ luôn luôn ở trong tình huống lấy 6 đánh 5. Đấy, và cái con Vạch Sana này nó không những có đam đến từ tuyến sau mà nó còn có cái con thực thể để đi tanh anh em ạ. Nói thật với anh em nhá, cái quả 5.000 kim cương để mà anh em mua lại em Vạch Sana này nhá. Thật ra nếu như mà anh em tính ý, là anh em bỏ ra 5.000 kim cương để mua được 2 skin, mỗi skin 2.500 kim cương ý, thì anh em sẽ không thấy tiếc lắm đâu. Bởi vì anh em nên nhớ là không phải chỉ có duy nhất một mình Vạch Sana có skin, mà con thực thể có skin cơ. Rồi giao tranh được nổ ra ở đây, thực thể thả xuống và chip cút luôn anh em ạ. Double kill dành cho Beric, tốc biến lui về đến từ Vạch Sana. Nhưng sau cùng thì anh ta cũng đã phải lên bảng điểm số mất rồi. Team mỡ càn quét đường dưới, mỡ đi đến đâu giao tranh thẳng đến đấy, cây đi ấy 505 anh em ạ. Rồi thì cái set đồ ở góc dưới bên trái mà mỡ để ý, nhiều anh em sẽ cảm thấy là nó hơi bị thừa thời gian hồi chiêu đúng không anh em? Không sao cả, với lên game chúng ta có thể đổi cái đôi giày cổ thuật thành cái đôi giày xuyên giáp và thời gian hồi chiêu. Ấy ạ, ai gọi gì mỡ đây? Và cái thời gian hồi chiêu thì có lẽ lấy từ cái mùa mê hoặc, đến từ cái thánh kiếm và đến từ cái quyền trượng thời gian nó đã là quá đủ rồi. Nhưng mà ở giai đoạn đầu game thì mỡ cần mắc thời gian hồi chiêu thật sớm để mà có thể thả thực thể xuống đánh nhau cùng với team của mình. Rồi tiếp tục dọn dẹp đường giữa. Trời ơi, con Zaz nhìn thực thể dọn kìa. Rồi bây giờ thì thả thực thể này và cút luôn đến từ vị trí của Zaz. Thực thể thả xuống là quá đau, chiêu ai đặt xuống double kill. Rồi ôi, đúng là công chúa ở trong Mobile Legends anh em ạ. Nhìn quả thực thể kìa, công chúa có vệ sĩ đi theo, nhìn rất ngầu luôn anh em ạ. Xuống đường dưới, Angela nó phát hiện ra được mỡ rồi anh em ạ. Thôi không sao, mục tiêu của mỡ chỉ là đép đường mà thôi. Tôi có thể đứng lần vào đường dưới một chút xíu. Trong cái bối cảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là team bạn nó cũng đã mất đi cho mình đó là cái trụ đường giữa rồi. Ok, rồi đường dưới cái cô nàng Melissa sẽ làm gì đây? Solo kill à? Ôi, Melissa ơi, thôi bạn ơi. Thôi bạn nha, bình tĩnh bạn ơi, hổ báo quá tôi, hoảng loạn rồi này, thôi cút rồi. Melissa đuổi theo và như vậy là cút lên bảng điểm số mạng thứ 8 đến từ vị trí của mỡ trong cái trận đấu này. Vâng, trận đấu này chắc là team bạn nó đang gặp phải rất nhiều vấn đề trong cái việc mà
mà dồn sát thương lên con Vạch Sana này. Mà Vạch Sana anh em đánh, anh em cũng chỉ cần đánh như vậy thôi anh em ạ. Anh em chỉ cần có được những cái trận đấu đánh theo cái kiểu gọi là đánh đứng ở tuyến sau thả thực thể. Và trận này rất may là team mợ cũng có cả tanker luôn anh em ạ. Khi mà trận đấu này team mợ có một cái con tank rất là thú vị, đấy chính là cái con Beric. Con Beric này sẽ giúp mỡ cố định các thành viên ở lại và sau đó để giúp cho mỡ có thể gọi là dồn sát thương. Rồi, đang là lên đường trên ở trong cái tình huống này. Và để xem nào, lên bảng điểm số đó là chip rồi, tốc biến lên đến từ do hết thực thể của mỡ thả chuẩn, chiêu hai của mỡ thả chuẩn. Và bay màu Ruby, bây giờ còn Angela thì chạy đâu bạn ơi. Rồi ôi, thề với anh em chơi cái con Vạch Sana này thích vãi ò anh em ạ. Đi đến đâu là có mạng đến đấy, đi đến đâu là có mạng đến đấy luôn. Đánh nó cứ phải gọi là Melee con chi luôn. Rồi, game đấu này mỡ nghĩ là chắc là team bạn nó bắt đầu cảm giác như là nó phải hiểu cái vấn đề là bây giờ phải tìm cách hạ con Vạch Sana mới được. Chứ bây giờ không hạ con Vạch Sana thì tấn công nó kiểu gì bây giờ. Rồi di chuyển lên di chuyển xuống đường dưới nhở. Ở đây có chip đặt combo luôn. Bây giờ thực thể của chúng ta nhiều mà anh em. Chip bật nửa cây máu thực thể đang được chịu ối. Thả tiếp lần thứ hai của chiêu thứ hai. Và bay màu chip tiếp đến là ui số ơi, đứng ở đà xa số sát thương. Trời ơi, một cái con pháp sư không làm gì cũng có mạng anh em ạ. Và cứ đi đằng sau những cái người đồng đội, kèm theo đó là cái con thực thể của mình thôi. Mạng thứ 11 rồi. Và bây giờ team bạn làm gì đây? Ôi chiêu cuối hồi luôn anh em ạ. Vãi nồi, chiêu cuối hồi luôn. Đấy, anh em lên cái set đồ này mà anh em đi tham gia giao tranh là cái chiêu cuối của con Vạch Sana nó kiểu là như vậy đấy anh em ạ. Nó hồi liên tục và nó sẽ giúp cho Vạch Sana cùng với những cái người đồng đội của cái vị tướng này tấn công giao tranh liên tục. Thề luôn, nhìn cái đám thực thể của Vạch Sana nó thả phề vãi hồ. Rồi bây giờ team bạn nó chỉ cần bước ra thôi là mỡ thả thực thể, có tiếc đâu anh em. Đây, combo hoảng loạn đặt thực thể, đặt chiêu 2 và lấy đi nửa cây máu đến từ vị trí của chip. Chip bị trói chân đến từ Beric và chip cút luôn. Lấy đi được cả ulti đến từ vị trí của Angela và team mỡ đang đè vào đến từ cả ba đường rất khó chịu. Team bạn thủ nhưng mà khả năng chống cự là không đáng kể. Và ở đây này, ui xôi ôi, đặt skill 2 là bay màu. Ui đặt thực thể, thả thực thể xuống luôn. Ulti của Zad gọi là như một cái kỹ năng gọi là vứt đi khi mà phải đối đầu với cả những cái kỹ năng dồn đam và thả thực thể, kèm theo đó là sốc đá mạnh đến từ cái con Vạch Sana này. Thôi game này Zad gặp mỡ là cút rồi anh em ạ. Mỡ đường trên kìa, ui đánh rất hăng máu đến từ vị trí của do hết anh ta lao vào đổi mạng với cả Zad và sau đó anh ta cũng bay màu luôn. Rồi bây giờ thì team mỡ thì ép cả ba đường như này chạy kiểu gì. Rồi hoảng loạn chúng thả thực thể. Ui xôi ôi, Ruby phải nhờ vào sự nhập bồn đến từ vị trí của đó là Angela. Nhưng ở đây Beric trói chân khống chế tay công và mỡ có được mạng của chip, có được mạng đến từ vị trí của Ruby luôn. Chiều cuối lại sắp hồi anh em ạ. Tốc biến lên, ây à, tốc biến lên hoảng loạn nhưng mà Angela né mượn đây. Nhưng thực thể của mỡ lại được rồi, lại thả con thực thể xuống, lại đặt chiều ai triple kill. Úi dồi ôi, con Angela chắc đặt câu hỏi cái lùm bé thực thể nó vừa mới thả cơ mà sao đã hư rồi. Ê Melissa này, một chiêu hai này, sau đó đặt chiêu một. Ui xùi ôi, tí nữa thì có cái maniac rồi. Đánh như thế này thì team bạn thở bằng cái lông nách này anh em. Game này team bạn tuyệt vọng mất rồi. 11 phút thi đấu trong cơn ác mộng khi mà team bạn nó không thể làm gì để mà có thể dồn sát thương lên mỡ cả cây đây của em Vạch Sana trong cái trận đấu này. Mỡ đang chơi là 16-09 anh em ạ. Chưa lên bảng điểm số một lần nào cả. Và bây giờ mà team bạn ăn được mạng của mỡ chắc phải hơn nghìn tiền đấy anh em ạ. Rồi giao tranh đang có ở đây. Mỡ hoảng loạn thành công, đó là chip và chip bay màu luôn. Chạy ra đặt tạm cái ulti rồi cút luôn anh em ạ. Ulti này không ai dám nhảy ra. Và bây giờ mỡ lại có thực thể trong tình huống này. Thả thực thể xuống. Ô thôi xong, đúng lúc Melissa lướt ra. Melissa cút luôn anh em ơi. Vãi cả nồi. Bây giờ thì team bạn đánh kiểu gì bây giờ? KDA 17-10 rồi. Và với thế trận như thế này chắc là team bạn nó chỉ còn cách gọi là nằm yên chờ gọi là thua cuộc mà thôi. Tiếp tục đặt skill 2 giữ khoảng cách để mà dồn sát thực tầm xa. Zad không vơi tới được, Ruby không vơi tới được. Tiếp tục dồn combo thả thực thể. Ôi giời ơi, thực thể nó cứ bay từ trên trời rơi xuống. Ôi giời ơi, Ruby cút anh em ạ. Và tiếp đến là cái vị tướng chip, chip cút luôn. Angela chui trong chip và Angela cút luôn. Ôi giời ơi, mạng liên tục, thả tiếp thực thể xuống, hất tung và Zad với team bạn kiểu đủ mé. Con Vạch Sana này nó thả thực thể thế này thì chơi kiểu gì đây. Hồi game này tôi nghĩ là cũng đã đến hồi kết rồi. Melissa nhảy lên định có một cái động thái gọi là dồn sát thương, nhưng mà vấn đề là có chặn được vào đâu. Level của mỡ bây giờ đã chênh 3 level so với level của Melissa rồi. Melissa làm gì đấy, định ra bờ thôi à? Are you sure about that? Rồi ôi, chạy ngay anh em ạ. Gặp gió hết đang tăng tốc lên ở đây và bất khả cản phá lao vào. Mỡ thả thực thể để cứu gió hết một nhịp này và sau đó hoảng loạn này nhưng không cứu được gió hết rồi. Nhưng mà tuy nhiên là team mỡ ăn đi được cho mình đó là cái trụ cuối cùng bên phía của team bạn.
và game đồ này. Ơ chip, ra đây chip, ra đây, ra đây, thả thực thể ở đầu mày luôn này. À đâu, quên mất nhầm, thực thể chưa có anh em ạ, thực thể cũ của mực nó vẫn đang còn. Đó, không sao, ăn đi cho mình, đó là cái lượng máu được hồi lại, hồi cả mana luôn. Và không phải về ở trong tình huống này anh em nhá, bởi vì mỡ có cái bùa mê hoặc mà, cần gì phải về, đứng đây với những cái người đồng đội của mình luôn, giao tranh tiếp luôn. Rồi, Ruby kéo được thành công, đó là cái vị tướng Granger, nhưng mỡ khống chế được Ruby, kèm theo đó là chip. Và bây giờ thì thôi, cút đến từ vị trí của Ruby rồi, mỡ buộc phải tốc biến lui về, thả ngược trở lại skill và Melissa bay màu trong tình huống này. Và team bạn tan vỡ. Ôi, ôi thôi xong rồi, con thực thể này chui từ đâu ra đây? Mỡ không, mỡ đang nhìn ở tuyến sau, mỡ không có bao quát ở gần mình anh em ạ. Mỡ thôi không sao. Ui, thế là team bạn nó phải được hơn 1.000 tiền đấy anh em ạ. Nhưng mà ăn được cái mạng của mỡ thì sao, khi mà team bạn nó lại một lần nữa đang bị ép Ruby thì lên bạn đếm số. Nhưng mà tuy nhiên là cái này về late game cho nên là team mỡ cần phải đánh cẩn thận nha. Herit bay màu mất rồi. Và team mỡ thì hình như cũng vừa mới ăn đi được cho mình, đó là cái con lót vừa xong. Đây rồi, có lót đây rồi. Sẽ là end game trong cái tình huống này anh em nha. Rồi, tôi lại đứng xa, tôi lại làm mềm các thành viên bên phía của team bạn anh em ạ. Liên tục cấu rỉa skill ngoài tầm. Ơ, chắc chưa? Bạn chắc chưa? À, tiếp tục nhồng lên với chúng tôi. Đặt skill 2, nửa cây máu không nói nhiều và lên bạn điểm số là Melissa. Tiếp đến là Angela, kèm theo đó là các thành viên bên phía của team bạn Ruby bên Beric bên phía của team bạn lên của team mỡ lên bạn điểm số, nhưng Angela cũng đã bay màu. Đây là tình huống lấy 4 đánh 2 anh em ạ, lấy 4 đánh 3 anh em ạ, và như vậy là nhà chính team bạn toang luôn. Quá kinh khủng đến từ em công chúa Vạch Sa Đai anh em ạ. Và nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh trước khi mà cân nhắc mua em Vạch Sa Đai này về nhá. Peace.